Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, bây giờ chúng ta cùng nhau học lời Chúa. Xin mời chúng ta cùng nhau mở ra ở trong sách Roma chương 8, câu 12 và câu 13. Please open the book of Romans chapter 8, verse 12 and 13. Chúng ta đang ở trong cái loạt bài đó là Phước Hạnh ở trong Giao Ước Mới. We continue on the subject that blessing in the new covenant. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái phần thứ tư của Phước Hạnh. And this is the fourth part. Xin mời chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa ở trong Roma chương 8 câu 12 và câu 13. Xin hội thánh bắt đầu. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Dạ, chúng ta đọc cái câu thôi. Trước khi đi vào bài chia sẻ này thì cảm ơn Chúa là chúng ta đã đi qua ba phần của Phước Hạnh trong Giao Ước Mới. Yeah, I'm grateful to know that we already passed three previous part. Thứ nhất, chúng ta không còn bị định tội. First, we no longer condemnation. Chúng ta được bước đi trong luật của Thánh Linh sự sống. We walk in the law of the Holy Spirit. Phước Hạnh thứ hai, chúng ta là người chăm theo Thánh Linh, không phải chăm theo xác thịt. The second part is we do the word of the Spirit. Chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Ngài. We were saved by the blood. Phước Hạnh thứ ba là chúng ta được Chúa làm chúng ta được sống lại các chi thể ở trong thân thể. And the third part is previous week, which is we live. Jesus Christ may we live again. Hôm nay chúng ta nói đến phần thứ tư, nói về cái việc mà chúng ta không còn mắc nợ xác thịt hay được gọi là giải cứu khỏi sự mắc nợ. And today the subject is we do not in debt with flesh. Và nhờ Thánh Linh để chúng ta làm cho chết các việc của thân thể. And thanks to the Holy Spirit we sacrifice the flesh of our own. Một cái năng lực lớn của dân sự của Chúa là chúng ta không thể nào làm chết các việc của thân thể. This is a bigger problem of Christian today. Sau khi chúng ta tin nhận Chúa, after we accepting Jesus, chúng ta thường tin một điều rằng là gì? Tôi tin nhận Chúa và Chúa đã mang lấy tội lỗi của tôi rồi. We believe that when we accepting Jesus, Chúa cho tôi cái uy quyền để đắc thắng. He give me the authority to win. Nhưng mà sau khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta lại trở lại dùng sức của mình để đắc thắng. But after that we continue to depend on our flesh. Đây chính là sự thất bại của con cái Chúa. This is a failure that we make today. Sứ đồ Phaolô đã trách hội thánh Galatia như sau. Paul once said in Galatians. Trong Galatia chương 3 câu 1 cho đến câu số 3. Galatians chapter 3 verse 1 to 3. Hỡi người Galatia ngu muội kia, ai bùa yếm anh em là người mà trước mắt đã được mày ra, Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Chúng ta lưu ý câu số 3 đó. Sau khi đã khởi sự nhờ Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Đây là một cái nan đề mà dân sự của Chúa đa phần bị vướng phải. This is the thing that most Christians was tripped by this thing today. Với cái câu này thì sứ đồ Phaolô muốn nói điều gì ạ? What is Paul meaning in this? Có nghĩa là trước đây anh em đã nhờ Thánh Linh. Which means you already depend on Holy Spirit. Và nếu đã nhờ Thánh Linh phải tiếp tục nhờ Thánh Linh. And you need to continue that. Nhưng chúng ta nhờ Thánh Linh chúng ta được sống rồi, được đắc thắng rồi, thì chúng ta lại trở lại để nhờ xác thịt. But when we have the Spirit, we depend back on the flesh. Chúng ta bắt đầu dùng cái cố gắng nỗ lực của xác thịt để chúng ta chứng minh được rằng mình là công chính trước mặt Chúa. We using our own strength to become faithfulness in front of God. Điều đó quả thật là khập khiễng. So that is lost the balance. Bởi vì Chúa cũng trong Galatia chương thứ 2 câu số 21. Also in Galatians chapter 2 verse 21. Tôi không muốn làm cho ân điển của Đức Chúa Trời là vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Như vậy thì chúng ta được sự công bình không phải bởi các điều luật pháp mà là bởi ân điển. So we've been called faithfulness by the grace, not by the law. Một cái sự cảnh báo lớn hơn nữa cũng trong Galatia chương 5. A bigger warning in Galatians chapter 5. Câu số 4 ghi như thế này. Verse 4. Anh em phải đều muốn cậy các việc luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Đây không phải là một cái chuyện đùa thưa anh chị em. This is never a joke. Nhưng đây là một cái sự quở trách của sứ đồ Phaolô. But this is a warning from Paul. Vì sao không ai quở trách điều này nhưng mà Phaolô là người quở trách? Paul is the first one who ever says this. Bởi vì chính Paulo biết rất rõ rằng ông là người làm theo luật pháp một cách không chỗ trách được. Because Paul he knows himself the one who ordered the law. Nói một cách khác, khi nhìn vào đời sống của ông thì là một con người hoàn hảo theo luật pháp. So if you live look at him by the law, he is perfectly. Nhưng mà ông nói như thế nào? But he said. Ông nói rằng là gì? Khi mà ông gặp Đấng Christ thì ông xem tất cả những cái việc kia là như rơm rác. When he meet Christ, he says everything is nothing. Vậy nếu việc làm theo luật pháp là hoàn hảo,
đủ tiêu chuẩn sinh công bình thì không cần nhờ Đấng Christ nữa. So if you being called faithfulness by the law, you don't need Jesus Christ. Nhưng ông đã bỏ tất cả những cái lợi của ông, đó là làm theo luật pháp, để ông được Đấng Christ là sự hoàn hảo. But he gave it all up of him so that he can be perfect. Chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình. We accept Jesus our Lord of life. Và được xưng công bình không phải là nửa vời. And we've been called faithfulness fulfilled. Nhưng mà chúng ta được xưng công bình trọn vẹn ở trước mặt Đức Chúa Trời. Perfectly in front of God. Đây là sự công bình mà chỉ có một mình Chúa Giêsu đạt được. Không một người nào trên thế gian này đạt được. This is the faithfulness from Christ, not from anybody. Chúng ta có thể làm tốt điều này, nhưng chúng ta lại không làm tốt điều kia. We do this good, but maybe we do bad in other. Chúng ta có thể rất yêu thương người thân của mình. We may nhưng love mà chúng ta cũng có thể ghét một nhóm người nào đó. We may love our relative, but we may hate somebody else. Thế như vậy thì cái điều nào gọi là xác thịt? So what is called flesh? Mà sứ đồ Phaolô kêu gọi chúng ta phải hủy nó. That Paul calling us. Phải làm cho nó chết. To give it up. À, chúng ta sẽ đi vào trong cái bài này. Có hai điều mà chúng ta cần học ngày hôm nay. The two things that you need to know that. Thứ nhất, chúng ta sẽ được giải phóng ra khỏi cái sự mắc nợ xác thịt. First, we've been released from the death of the flesh. Phaolô gọi rằng là gì? Chúng ta đã từng mắc nợ xác thịt. Paul said we were in debt with flesh. Từ mắc nợ này trong tiếng Hy Lạp nó có nghĩa là con nợ, tội nhân hay người phạm phép hoặc là kẻ chống Chúa. So the word debtor in Greek means a debtor, the one that against Christ. Như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng là cái người mắc nợ là một cái gọi là con nợ hay là gọi là tội nhân. So the debtor which means imply us is the sinner. Trước khi tin nhận Chúa, tôi và anh chị em đều là con nợ. Before accepting Jesus, we are. Chúng ta đều là người phạm pháp, phạm tội. We are sinner. Chúng ta đều là người chống lại Chúa. We are the one that against God. Và khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta không còn là người chống lại Chúa nữa. But when we accept Jesus, we are no more like that. Nhưng mà vô hình chung thì chúng ta lại vẫn còn là người mắc nợ. But invincibly, we are still in debt. Mặc dù Chúa đã tha nợ rồi. Even though we are out of the debt. Nhưng mà ở đây Phaolô nói gì? Chúng ta mắc nợ. But we still in debt. Như vậy mắc nợ, chúng ta mắc nợ cái gì anh chị em? So what are we owed? Roma đoạn 7 câu 14. Roman chapter 7 verse 14. Roma đoạn 7 câu 14. Chúng ta cùng đọc. Và chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Chúng ta bị bán cho tội lỗi. We would sell. Bị bán từ khi nào ông bà chị em? Bị bán từ khi nào? Tôi và ông bà chị em được sinh ra là đã bị bán chưa? Bị rồi. Chúng ta vừa sinh ra là chúng ta bị bán rồi. We were sold into slavery when we was born. Cho nên bị bán thì chúng ta lại mất đi cái quyền của nó. So when we've been sold, we lost all the power to be master our life. Và ở đây nói gì? Anh em, hỏi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu. But Paul said we are no longer. Paul nhắc lại cái địa vị mà tôi và chị em có ở trong Chúa Giêsu. Paul reminds us of what we are in Christ. Chứ không phải là cái quá khứ của chúng ta. Not our past. Vì quá khứ tôi và chị em là mắc nợ xác thịt. Because our past is in debt of the flesh. Paul cũng mắc nợ xác thịt mặc dù ông làm theo luật pháp rất là hoàn hảo. Paul also in debt because he perfectly in law. Nhưng mà khi ông bị bế tắc ở trong cái việc cố gắng sống đẹp lòng Chúa. But he is struggled to be perfectly in God. Và ông phải thốt lên một lời. And he says this. Ở trong Roma đoạn 7 câu 24. Roman chapter 7 24. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Who will save me from my dead body? Thân thể hay chết đó chính là thân thể bị làm nô lệ. The body that is slavery of sin. Muốn sống cho Chúa nhưng mà nó vẫn bị những cái quyền lực của tội lỗi giữ lại. Want to live for God but still been holding back by the sin. Chúng ta muốn sống đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời nhưng mà chúng ta lại bị lôi kéo để khiến cho chúng ta lại làm nô lệ, trở lại nô lệ cho ma quỷ. We want to live for God but we've been dragged down to be slavery again. Không phải một lần quyền phép của Chúa xảy ra thì tôi và chị em có thể thoát khỏi được tay của quyền lực của ma quỷ đâu. Not one miracle can save us. Mặc dù giá trị của chúng ta là có. Because even though we still have. Tại sao tôi nói điều này? Why I say người tiếp nhận Chúa rồi có bị cám dỗ để bị phạm tội không? Christians still have temptation. Khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, trước khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, when Israel out of Egypt, thì chúng ta thấy rằng là Moses đã làm rất nhiều phép lạ.
Moses he do a lot of miracles. Ít nhất là 9 cái phép lạ xảy ra. At least 9. Nhưng mà trong 9 lần đó, Pharaoh nói rằng ta sẽ cho dân đi nhưng mà lại cứng lòng. But in that 9 time Pharaoh said, mà tới phép lạ thứ 10 thì ông đồng ý cho dân Israel đi. Until the 10th time he let the Israel go. Vậy thì trong cái khoảng thời gian 9 phép lạ kia, ai làm cho Pharaoh cứng lòng? So in the meantime, là, who make tại sao vậy ạ? Pharaoh heart. Và tới phép lạ thứ 10 thì Chúa làm cho Pharaoh cho dân sự đi. But when to the 10th time he let Israel go. Nhưng khi dân sự đã rời khỏi Ai Cập rồi. But after leaving Egypt. Thì Pharaoh lại cứng lòng. Làm gì? Rửa theo. Pharaoh began to chase. Pharaoh hình ảnh của vua thế gian này. Pharaoh is the imply of the của quyền lực của ma quỷ. The master of this life. Đạo quân Pharaoh đảm là các tà linh của nó. The devil is the army. Và nó rượt đuổi dân sự của ngài. And he's chasing the people of God. Nhìn nếu anh chị em là dân sự của Chúa trong lúc bây giờ có sợ hãi khi Pharaoh được rủi theo không? So are you fearful when you've been chastened by the army? Rõ ràng trong dân sự đã sợ hãi phải không ạ? We know we already been fear. Có người dấy loạn và đòi giết Moses để trở về đầu phục Ai Cập lại. Some people rebellion and they want to kill Moses to camp. Nhưng mà quên một điều rằng ở giữa họ và dân Ai Cập có một cái ranh giới. But there was a line between Israel and the army. Có một cái trụ mây. A pillar of cloud. Và trụ lửa. And a pillar of fire. Soi sáng đằng này nhưng mà lại tối tăm cho đằng kia. Lightning the other side and darkness the other. Họ quên một điều rằng có một cái sức mạnh siêu nhiên bảo vệ họ. They forgetting who is their protector. Và khi họ nhìn thấy đạo quân Ai Cập rượt đuổi. So when they see the army, họ sợ hãi. They afraid. Nhưng mà chúng ta thấy có một cái khoảng cách giữa Ai Cập và dân Israel. But there always a distance between them. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nhìn dân Ai Cập, nhìn đạo quân của nó, hay là chúng ta nhìn vào trụ mây trụ lửa mà Chúa ngài đang dẫn dắt chúng ta đi. The point is we see the army or we see the pillar that's not. Nếu dân Israel tập trung vào trụ mây trụ lửa thì chắc chắn rằng Ai Cập không là gì cả. If Israel focus on the pillar that God in there. Đây là sự sai lầm của chúng ta. Thay vì chúng ta nhìn vào Chúa thì chúng ta nhìn vào năng đề. This is our mistake. We focus on chúng ta lại tập trung vào tội lỗi. We focus on the problem and sin. Chúng ta lại cố gắng mò mẫm để chúng ta có thể đắc thắng. So we try to fix that. Chúng ta vùng vẫy với cái sức của mình để làm sao để cho cái chúng ta đắc thắng được tội lỗi. We fight with our strength to overcome the sin. Mục tiêu vẫn là đắc thắng tội lỗi. The target is still overcome nhưng the sin. Nhưng mà phương cách của Chúa và phương cách của loài người khác nhau. But the way of man and God is different. Phương cách loài người là cố gắng làm sao ép cái xác của mình để không phạm tội. The way of human is trying to put the flesh down. Nhưng mà mục tiêu của Chúa, phương cách của Chúa là nhờ cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để làm chết các việc của thân thể. But the way of God is to kill the flesh in us. Nếu chúng ta có thể dùng xác thịt của mình, dùng khả năng của mình để đắc thắng được tội lỗi hay là cái việc làm của xác thịt thì chúng ta không cần nhờ đến Thánh Linh đâu. If we can depend on ourselves, we don't need the Holy Spirit anymore. Như vậy ở đây Chúa kêu gọi chúng ta phải nhờ Thánh Linh để làm chết các việc của thân thể. So God calling us to do the thing that God wants. Về một nguyên tắc nói về sự mắc nợ. One rule about for a debtor. Ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 7 ghi như sau. Proverbs chapter 22 verse 7. Châm Ngôn 22 câu 7. Proverbs chapter 22 verse 7. Chúng ta đọc chung với nhau câu này. Châm Ngôn 22 câu 7 xin bắt đầu. Người giàu quản hạt kẻ nghèo, kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Nếu chúng ta mượn thì chúng ta trở thành tôi tớ. If we borrow, we become the servant. Cái người mượn là người mắc nợ. The one who is borrowed, người cho mượn là chủ nợ. And the other one is the lender, is the master. Như vậy chúng ta bị mắc nợ thì chúng ta bị ở dưới cái ách của người chủ nợ. So when we in debt, we under the reign of the lender. Vậy thì tổ phụ chúng ta đã bán xác thịt cho tội lỗi. Our ancestors sold our life into slavery. Cho nên 100% người sinh ra trên thế gian này đều mắc nợ. So everyone who was born, they all been mắc sold nợ already. Xác thịt, mắc nợ ở dưới cái quyền của tội lỗi. They own the flesh. Cho nên chúng ta làm cái người mắc nợ thì không bao giờ có thể đủ sức để có thể có quy quyền hay là đắc thắng được. So the debtor never can overcome the lender. Vậy thì vì sao mà người ta mắc nợ vậy? So why are we? Điều thứ nhất là bị bán. First we've been sold. Điều thứ hai đó là bị cầm cố. Second we've been held back. Chúng ta xem Lê Vi Ký đoạn 25, có 23 đến 25. Lê Vi Ký chương 25, câu 23 đến 25. The book of Leviticus chapter 25. Đất không được đoạn mãi vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Trong khắp xứ các ngươi sẽ được làm sản nghiệp. Hãy cho phép chuộc đất lại. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo mà bán một phần sản nghiệp mình,
thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Lê Vi Ký 25 câu 23-25. Ở đây có hai vấn đề. Một là bán cái đất đó, hai là cầm cố. Leviticus chapter 25 verse 23. I'm sorry, verse 24 to 25. Cái từ đất không được đoạn lại có nghĩa đất không được cầm cố. Và ở câu 25 là sao? Là khi anh em ngươi trở nên nghèo thì bán một phần sản nghiệp. Nhưng mà tại sao người ta bán? Tại sao người ta cầm cố? Tại sao chúng ta phải cầm điện thoại? Sometimes we have to sell. Hết tiền xài Tết. We have to sell our own property to have money. Và khi ta cầm cố, chúng ta sẽ nghĩ một điều là gì? Sau Tết tôi sẽ chuộc lại nó. And we think that I will buy it back after Tết. Có bao giờ ai sau Tết mà dư tiền không ạ? However, he have money after Tết. Việc mà tu hành hay là cái tu đó có nghĩa là sửa để không thiếu nợ thêm. The word fixing which means we try not to be in. Nhưng mà không thể nào khắc phục được cái nợ cũ. But we cannot fix the old one. Nhưng mà cái nợ cũ của tôi mà xem, chúng ta không có khả năng để trả đâu. So our own debt we cannot pay it on our own. Nợ tiền bạc chúng ta có thể làm để trả được. In debt of money we can pay. Nhưng nợ về tội lỗi thì không thể nào chúng ta trả được. But the debt of sin we never pay it back. Chúng ta cố gắng thì nó chỉ là không nợ thêm chứ không thể nào hết nợ được. We can only try to be no more in debt. Cho nên đây có một quy định là gì? Là không vì đất của người ta, các ngươi ở cùng ta như kẻ thất mang mà tiều ngụ có 24. Trong khắp xứ các ngươi làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại. Đây là một mạng lệnh. Cho phép chuộc đất lại là một mạng lệnh. Nhưng mà sự chuộc lại đó là gì anh chị em? Chúa Giêsu chính là đấng đã trả một giá để chuộc lại. But in verse 27 there was a word redeem which means Jesus Christ already redeemed. Trong Cựu Ước có một cái nguyên tắc về chuộc. Back in the Old Testament there was. Ví dụ như Bô đã chuộc phần sản nghiệp. Bô chuộc phần sản nghiệp. For example, Ruth. Của anh em mình. Và chúng ta thấy đây là một cái nguyên tắc gọi là chuộc đất. This is the rule of redeem. Thế thì bản thân người đó không chuộc được thì ai chuộc? So Boaz he redeemed the land for Naomi. Chúng ta trở lại câu 25. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp thì người bà con gần có quyền chuộc lại. Bible said if you go bankrupt a closest relative can redeem it for you. Cái cụm từ bà con gần có nghĩa là thần huyết hay là cùng huyết thống? The word close relative was the one that really close to you. Vậy thì có người chúng ta bị bán cho tội lỗi thì làm sao để chuộc đây? So if we've been sold into slavery of sin, how can we be redeemed? Nguyên tắc một người chỉ có quyền chuộc cho một người. One person redeemed for one person. Chứ không thể chuộc cho tất cả. Not one for all. Tại vì có người đều là phạm tội cho nên không ai có khả năng để chuộc cho tất cả. Because all of us is sin, so one cannot pay the price for all. Nhưng chỉ một mình Chúa Giêsu, Ngài là trời và là người. But Jesus Christ himself, he the God. Ngài là đã hiểu tội cho nên Ngài cái sự chết của Ngài là chuộc tội cho loài người được. He is the sinless, so he Chúa Giêsu phải trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. He became flesh in us. Ngài phải mang thân xác có huyết. He have the body that with blood among us. Và bởi huyết của con người nhận từ Mary mà Chúa Giêsu có đủ thẩm quyền để trả giá cho con người. And by the blood from human, he have the authority to pay the price for us. Và Ngài trở thành xác thịt. He from God he back to the flesh. Ngài trở thành anh em bà con gần với chúng ta để có thể chuộc chúng ta. He become our brother, our father. Cho nên nếu như Boaz đã chuộc được sản nghiệp của Naomi thì Đức Chúa Giêsu Ngài là đấng vô tội cho nên Ngài chuộc được tất cả sản nghiệp của những ai tin nhận Ngài. Therefore, Jesus Christ he redeemed all of our life. Như vậy tôi khẳng định một điều rằng căn cứ vào lời của Chúa, khi tôi tin nhận Chúa thì tôi được Chúa ban cho đủ thẩm quyền, đủ giá trị để chuộc lại phần sản nghiệp mà tôi đã bán. Therefore, when I accept in Jesus, I have the authority to gain back what I sold for slavery. Như vậy có phải tôi phải cố gắng để tôi chuộc nữa không? So do I have to do it on my own? Không. No. Mà là Chúa đã chuộc rồi. But God he already take it back. Vấn đề chúng ta công bố sự đắc thắng của Chúa để chúng ta tiếp tục chiến thắng chứ không phải chúng ta phải cố tạo thêm một sự đắc thắng nữa. The point is we have to declare to receive it, not making a new one. Không và sẽ không bao giờ con người nào có khả năng để đắc thắng xác thịt. Nobody can reign over ngoài trừ nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta chiến thắng mọi phần. Except by Jesus. Amen anh chị em. Amen. Yeah. Chúng ta nói với người bên cạnh,
Không một của lễ nào, không một giá chuộc nào có thể chuộc được anh chị em ngoại trừ Chúa Giêsu. No sacrifice can redeem for you except Jesus. Không một ai. Không một giá chuộc nào. Jesus. Không một cố gắng nào. Nhưng chúng ta đứng trong vị trí đắc thắng để chúng ta tuyên bố sự đắc thắng. We stand in the winning to gain victory. Ma quỷ thì tìm nhiều cách để muốn tiêu diệt chúng ta. Devil try many ways to destroy us. Lên án. Định tội. Gossip. Sin. Trong Roma đoạn 8 câu 35 nói gì? Romans chapter 8 verse 35. Ai sẽ mang lại chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời? Who will save us? Hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo? Many things. Câu trả lời là gì? Không có ai có thể phân rẽ chúng ta được. But nothing can separate us from Christ. Nếu chúng ta tập trung vào Đấng Christ, if we focus on Christ, nếu mà nhờ cậy hoàn toàn vào sức toàn năng của Ngài, if we depend on His strength, thì chúng ta luôn luôn là người đắc thắng. So we are the one who always win. Mặc dầu giá chuộc hay là quy quyền đắc thắng đó đã có trong tôi và anh chị em. No matter what the price. Nhưng nếu chúng ta để nó qua một bên, but if we left that, chúng ta nhờ sức của mình, we left the Christ on the side, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta chiến thắng được, and we depend on ourselves, thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ chiến thắng. We will never win. Cho nên Phaolô mới nói tiếp ở trong Roma đoạn 8 câu 37. Trái lại trong mọi sự đó chúng ta toàn thắng nhờ Chúa Giêsu. We overwhelming victory is our through Christ. Roman cho nên trong Cựu Ước thì cho chúng ta thấy được cái nguyên tắc về nợ. So back in the Old Testament we see the rule of debt. Và người nào mượn nợ, tức là người đó là tôi mọi của người cho mượn. The debtor is the servant of the lender. Vậy thì tôi xin hỏi ông bà chị em, bây giờ tôi và chị em đã được trả nợ chưa? So I ask you once, are we being set trả free? Hết hay là trả một phần? Pay in full. Vậy thì chúng ta còn mắc nợ không? So are chúng ta we còn mắc nợ tội lỗi không? In debt of chúng ta sin. Còn mắc nợ xác thịt không? In debt of flesh. Và nếu Kinh Thánh nói rằng nếu chúng ta không mắc nợ xác thịt thì chúng ta không cần phải sống cho nó. And Bible said if we are not in debt of flesh, we don't have to live for it. Khi cái người mắc nợ thì cái người chủ nợ ra lệnh cho chúng ta sống kiểu nào thì chúng ta phải sống theo kiểu đó. When the master gives us an order, we have to do it. Giả sử như ở thập niên 60, 70 thế kỷ trước. Back in the 70, 60 and gia đình nghèo quá cho nên là phải bán con của mình. The family too poor so have to sell their children. Gọi là gì? Cho ở đợ mà không được lấy tiền. To become a servant but with now. Tại vì cha mẹ lấy tiền rồi. Because the father and bây giờ đứa con chỉ có làm và trả nợ thôi. So the children just have to do giả it. Giả sử như cho ở đợi 2 năm. For example, being a servant for 2 years. Đứa con đó mặc dù là con của mình. Even though it is your children. Mà đứa con này nó vì cái sự hiếu thảo cho nó bắt buộc nó phải trả nợ cho cha mẹ nó. But the children have to pay the debt for their parents. Mà nó ở bên nhà của ông chủ nợ. And the children stay at the house of the master. Nó phải làm việc trong vòng 2 năm. Working for 2 years. Nó không được ngủ ngon giấc. Not having a good sleep. Nó phải thức sớm và đi ngủ trễ. Awake soon and late night. Ông chủ dặn nấu dậy nấu cho ta một bình trà. Master said, do this thing for me. Cho dẫu buồn ngủ lắm cũng phải thức dậy để nấu cho nó bình trà. Despite sleeping, he still have to wake up and do that. Ở chỗ nó quét bậc ghép nhà coi. And even though he on the other dạ, side vâng, of the house. Phải quét nhà. Nếu con của ông chủ phóng quế thì kêu dọn dẹp cho sạch coi. He do every single order that the master. Thì người mắc nợ này như thế nào? Cũng phải làm cho sạch. Everything. Nhưng mà nếu có một người trả nợ thay cho cái người nợ chủ nợ, người con nợ này. But they once pay all the price. Thì bây giờ servant. Cái ông chủ nợ kia, ông có quyền để ra lệnh cho cái con nợ này làm việc theo ý của ông không? Which means the one who paid the price. Không. Cho dù ông ra lệnh nhưng mà con nợ nó không, tôi không thích làm. Được không ạ? À? Ê, mày nhớ mày là con nợ nha. Dạ đúng, trước đây tôi là con nợ. Nhưng mà tôi đã được trả giá rồi. We already been paid the price in full. Mà chúng ta là con nợ thì ông chủ nói cái là dạ không dám ngẩng mặt lên. We obey all the order when we không dám ngồi đồng bàn với ông chủ. Not even a single cent. Nhưng bây giờ nó biết nó được trả nợ rồi. But when the price paid, thì nó không cần phải cúi đầu trước ông chủ này nữa. He doesn't have to bow anymore. Nếu ông chủ nó có ra lệnh cho nó, even the master gave the order, nó có quyền làm và nó có quyền không làm. He can be do it. Nó có quyền nói yes và nó quyền nói no. He can deny it. Ông chủ nó mày giờ mày phạm tội mày đi ăn cắp chim tao. The order, even though the order is illegal. No. He can still say no. Mày phạm tội ngoại tình giùm tao. No. Mày tham lam giùm tao. No. Mày nói dối là giùm tao. No. Nhưng có nhiều người đã được chuộc rồi nhưng mà vẫn tưởng rằng mình
chưa được chuộc. But some people the price already been paid but they still. Và đây là một cái lời bào chữa rất là tinh vi. And this is a worse excuses. Dù sao mình cũng sống trong xác thịt mà. We are still living flesh. Đây là một lời bào chữa tinh vi. This is the. Satan muốn chúng ta phải nghĩ ở trong đầu rằng vì chúng ta còn ở trong xác thịt cho nên chúng ta phải phạm tội. Satan put us in that put that in our mind. Không. We can make more sin. Chúng ta còn ở trong xác thịt nhưng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. We are in flesh. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. By the Spirit. Chúng ta có quyền quyền ở trên cao. We have the power. Chúng ta giày đạp to dư dưới chân của mình. Chúng ta có quyền quyền giày đạp răng và bò cạp. We already have the power. Chúng ta không còn ở dưới nó. We not under. Nó không có quyền ở song hành với chúng ta. It, they are not allowed to be. Chúng ta tội lỗi sai khiến chúng ta. Back nhưng bây giờ chúng ta có quyền quyền trên nó. Now we have chúng ta có quyền nói không với nó. We can deny and reject them. Tôi khích lệ ông bà chị em khi có đối diện với sự cám dỗ ông bà chị em hãy nhân danh Chúa Jesus và nói không với nó. Lập tức cái sức mạnh thuộc linh nó đến cho anh chị em ngay. So when facing the temptation, say no. Vì Satan nó biết rất rõ ông bà chị em và tôi đã được trả một giá rồi. Because they already know. Chúng ta không còn làm nô lệ cho xác thịt nữa. Chúng ta không còn làm nô lệ cho xác thịt. We not slavery of flesh anymore. Vấn đề ở chỗ là ông bà chị em có đủ tin điều đó hay không? But the point is, do you have faith to believe it? Nếu chúng ta tin mà chúng ta không thực hành thì nó vẫn lấn lướt chúng ta và chúng ta cứ ở dưới cái sự cai trị của Satan. But believe you have to do it with your. Cho nên Chúa Giêsu đã trả nợ một cách trọn vẹn cho tôi và chị em. So the price already. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu ngài đã trả nợ một lần đủ cả cho chúng ta. Bible said he paid all at once. Anh chị em nhớ rằng một lần đủ cả. Bible said all at once. Giá của sự cứu chuộc để ra khỏi làm nô lệ cho tội lỗi một lần đủ cả. The price for slavery is gone. Giá để chúng ta đắc thắng xác thịt của chúng ta, cái bản ngã xác thịt của chúng ta một lần đủ cả. The price for our victory already been paid. Cho nên Paulo nói gì? Hỡi anh em, chúng ta không còn mắc nợ xác thịt. So Paul said we are no debtor in flesh anymore. Mà nếu không mắc nợ thì không cần phải sống theo xác thịt. So if we are not in debt, we don't have to live for it. Tôi không còn mắc nợ xác thịt. I'm no longer a debtor. Đó là điều mà chúng ta cần phải tin và tuyên bố. That is the thing we should believe and declare. Mà nếu không mắc nợ thì tôi không còn bị xác thịt sai khiến. If I'm not a debtor, I'm not obey their order anymore. Chỉ có điều chúng ta chiều theo xác thịt thôi. Có đúng không ạ? Sometimes we did do that. Tôi dẫn chứng cái điều này anh chị em thấy rõ lắm. Let me give you an example. Ai từng ngủ nướng ạ? Who was a sleepy head here? Khi chúng ta buồn ngủ, chúng ta ngủ rồi là chúng ta nói là bây giờ sáng mai là 6 giờ chúng ta dậy. For example, we put the alarm on 6 a.m. Để đồng hồ 6 giờ rồi. The alarm already been set. Nhưng mà đồng hồ báo dậy rồi, chúng ta lại nướng thêm chút nữa. But when the alarm's on, we say, thôi ngủ thêm 5 phút nữa. 5 more minutes. Nhưng mà khi chị em trở dậy quyết định trở dậy đi, chúng ta đã định ở trong đầu chúng ta là quyết định báo thức là thức dậy ngay. But we have to set in our mind that hoặc cái quyết định của chị em là gì? Ngồi dậy. Sit up. Dạ, yeah, chúng ta phải ngồi dậy. You have to sit up. Bước xuống khỏi cái giường. Step off your bed. Lúc đó là chúng ta đã thực hiện quy quyền đó. That's it, we do the action. Nó cũng giống như vậy về tội lỗi. It's also the same to the sin. Về cái ước muốn của xác thịt. The wanted of sin. Chúng ta không cho phép. We not allow them. Thì nó không nào lấn lướt được. Then we can, then they cannot overcome. Nhu us. Cầu của xác thịt nó vẫn còn đó. The need of flesh is nó still không there. Mất. It's not gone. Sự cám dỗ xung quanh đây. The temptation is everywhere. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta đã được trả nợ rồi. But remember we ought to be paid. Cho nên chúng ta không còn phải sống theo nó nữa. So we don't have to live for it anymore. Amen chị em. Amen. Điều thứ hai mà chúng ta học ở đây. The second thing that you need to. Làm sao để có thể làm chết thất vị của xác thịt? How to make the word of sin death? Phaolô cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta sống theo xác thịt thì chúng ta phải chết. Paul said if we live by the flesh, you have to die. Cái từ chết này nói về cái sự phân cách. The word die here means separate. Nhưng mà trong nếu nhờ Thánh Linh làm chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. But if by the strength of the spirit to sacrifice the flesh you will live. Tại đây chúng ta được cho một cái nguyên tắc để làm sao để làm chết các việc của thân thể. So Paul gave us a rule how to sacrifice the flesh. Việc của thân thể là gì? Đó chính là việc mà luôn luôn chống lại Thánh Linh. The word of flesh always against. Chúng ta xem Galati đoạn thứ 5. Galatians chapter 5. Galati đoạn 5 câu 16 và câu 17. Chapter 5 verse 16 and 17. Chúng ta đọc chung. Vậy tôi nói rằng hãy bước theo Thánh Linh
chớ hãy làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với thánh linh. Thánh linh có những điều ưa muốn trái với xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Ở đây nói rằng là giữa thánh linh và xác thịt luôn luôn trái nhau. Bible said the flesh and the spirit always against each other. Từ trái này có nghĩa là chống lại. The words against mean opposite. Phaolô muốn nói rằng ước muốn của xác thịt nó vẫn còn đó. Paul said the need of flesh is still there. Và khi ta tin Chúa, chúng ta lại được Chúa đặt thánh linh ở bên trong. So when we believe in God, God put the spirit in us. Đức Thánh Linh luôn luôn muốn tôn cao Chúa Giêsu. The Holy Spirit always want to give glory to Jesus Christ. Đức Thánh Linh muốn luôn luôn dẫn chúng ta đến một cái con đường tuyệt vời nhất. He always want to lead us to the best part that we need to go. Cho nên hai cái điều này luôn luôn trái nhau. So two of these things always opposite. Vậy thì ai là người nhận ra nó? So who realizing this? Chúng ta nhận ra được cái điều trái đó. We have to realize this. Qua một cái trung gian được gọi là lương tâm. And through one thing that is consciousness. Lương tâm trước khi tin nhận Chúa nó là một khởi đầu lương tâm là một lương tâm đúng đắn. The first consciousness is always a good one. Nhưng vì cớ sống trong tội lỗi, trong cái môi trường phạm tội. But because of the effect of cho nên the lương tâm của con người chúng ta dần dần nó rụng răng này. The consciousness can. Chúng ta có từng nghe là lương tâm cắn rứt không? Lúc đầu thì lương tâm cắn rứt. Nhưng dần dần thì lương tâm không còn cắn nữa. Sometimes the time the consciousness becomes. À, sao nó không cắn được nữa? Why is that? Tại vì chai lì. Because by the effect of sin. Kể cả những người giáo sư nữa nha anh chị em. No matter who we are, we still be stoned the consciousness. Timothy nhất chương 4 nói rõ có những người giáo sư có lương tâm đã lì. Bible says some professor already been stoned. Timothy nhất chương 4 câu 1 câu 2. Và Đức Thánh Linh tỏ tường rằng trong đời sau rốt có mấy kẻ bội đạo mà theo cách linh lừa dối đạo lý của quỷ dữ. Câu số này bị lầm lạc bởi sự giả hình của các giáo sư dối là kẻ có lương tâm đã lì. First Timothy chapter 4 verse 1 and 2. Anh chị em có nghĩ rằng những người là giáo sư mà lại là lương tâm lì không? Bible said this teacher are hypocrites. Nhưng mà từng giảng dạy lời Chúa mà lương tâm lì không? Even the teacher is being like that. Tại sao lương tâm của họ lì vậy? And so why is that? Chúng ta thấy ở trong sách Timothy thứ 2 chương 2 thì có những người đã từng hầu việc Chúa nhưng mà họ lại có một cái đời sống để cho ma quỷ sử dụng. Second Timothy chapter 2 said that a Christian. Câu 26 như thế này. Và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Second Timothy chapter 2 verse 26. Tại sao những người này khiến ma quỷ có thể khiến người này làm theo ý nó được? Why does they been trapped in the devil? Đơn giản lắm, ở phần trên có câu trả lời chuyện này. Because there was an answer for it. Đó là cái bình của họ không được sạch. Because their heart is not clean. Câu 21. Hãy giữ cho mình khỏi điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh có ích cho chủ làm mọi việc lành. Như vậy do cái bình không sạch mà ma quỷ nó hành động được trên cái bình đó. Verse 21, if you keep yourself pure, you will be a utensil. Kể cả những trai trẻ thì sao? Câu 22, cũng hãy tránh khỏi tình dục của tuổi trẻ mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Verse 22, run from anything that stimulates young fools lust. Chuộc cái bình ra khỏi cái nơi cầm cố là việc của Chúa. Pay the price to buy the to turn us become a utensil for us. Nhưng giữ cái bình cho sạch là trách nhiệm của chúng ta. It's the job of Jesus Christ, but to keep it clean is his our job. Đừng đổ cho Chúa hết. Don't put it on God. Đừng có đổ cho Chúa. Don't put it on God. Có những người cầu nguyện này, Chúa ơi, Chúa giữ con khỏi sự cám dỗ. Chúa mà giữ không giữ con phạm tội, Chúa ráng chịu. We always ask God, please keep me away from temptation. If you don't, I will be sin again. Nghe cái câu này giống như Phi-rơ nói Chúa. Vậy Chúa ngày cứu chứ con không làm cả đám chết hết á. Just like Peter said, save us all or we will be dead. Chúa trong con chết, Chúa chết luôn. I follow you, you die, I die. Chúng ta biết là cái trách nhiệm là của Chúa hay là của mình đấy. So you need to know which one is your responsibility. Trách nhiệm giữ cái mình là của Chúa hay của mình? Keeping yourself clean is our. Tôi có quyền cầm một cái ly rượu tôi uống và tôi có quyền không cầm ly rượu tôi uống. I have the choice to take wine or booze. Tôi có quyền đi đến cái chỗ uế và tôi có quyền không đi đến chỗ uế. I have my choice to go to temptation or not. Cho nên tôi là người có cái quy quyền mà Chúa cho. So I have the power to depend. Chúa cho tôi cái quy quyền để cai trị. God gave us the power to reign everything. Roma đoạn 5 câu 17 nghe như sao? Romans chapter 5 verse 17. Roma đoạn 5 câu 17. Romans chapter 5 verse 17. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy,
thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jesus mà cai trị trong sự sống là dường nào? Họ cai trị. Họ nhờ danh Chúa Giêsu họ cai trị. Through Jesus Christ they reigns over everything. Tôi mà chị em phải luôn luôn nhờ Chúa để cai trị. We always have to depend on Jesus Christ to have our power. Cho nên nó đúng với điều mà Sứ đồ Phaolô dạy ở trong đoạn 8. So it comply with the word. Câu 13. Nếu anh em sống thân thể phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm chết các việc của thân thể thì anh em sống. Anh em nhờ Thánh Linh làm chết các việc của thân thể. Through the power of the Holy Spirit, you turn from it and it devil evil did, you will live. Cho nên lương tâm của chúng ta luôn luôn nhận ra được một điều là gì? Có cái điều mà đang chống lại Thánh Linh. So our consciences always have something that against the Spirit. Lương tâm chúng ta được kết nối với lương tâm Đức Chúa Trời. When we accept in Jesus, our consciousness is connected. Đó là with lương God. Tâm thanh sạch. It's a clean one. Nó rất là nhạy bén trong Thánh Linh. Very sensitive in the Spirit. Và nó cũng nhận biết cái điều đó nghịch lại với Thánh Linh. And it will know the thing that against the Spirit. Có nhiều người khi tin nhận Chúa, lương tâm đã được sống lại rồi. Some of our consciousness will live again when we accept in Jesus. Nhưng họ lại sống trong một cái môi trường tội lỗi hoặc là chính họ vẫn chịu theo xác thịt. But they live in the environment they are that are in sin. Mặc dù tiếng nói của lương tâm vẫn dấy lên trên họ. The consciousness is still there. Nhưng đôi khi cái sự bào chữa nó khiến cho cái lương tâm đó bắt đầu nó trở nên chai lì trở lại. But they using excuses so that their nó bị hãm ép trở lại. Become stone và không còn có sức để có thể lắng nghe Thánh Linh. And no more power to listen to Cho nên vì sao chúng ta thấy con cái Chúa có những người lại tin Chúa nhưng mà họ vẫn sống trong tội lỗi. Therefore some Christian is still live in the sin. Đây là cái chỗ họ không phát huy được cái điều mà Thánh Linh đã giúp cho họ. This is a place that they cannot apply. Ở đây nói rõ là nhờ Spirit. Thánh Linh làm chết các việc của thân thể. Bible says thanks to the power of the Holy Spirit. Kinh Thánh không kêu chúng ta phải cố gắng nỗ lực để sống cho tốt. Bible didn't say hoặc là nhờ dùng sức của mình để đắc thắng những việc làm của xác thịt. It was never our strength. Không, Kinh Thánh đưa ra một phương cách tốt nhất cho chúng ta. But Bible gave us a best đó là nhờ Thánh Linh làm chết. Through the power of the Holy Spirit. Nhờ Đức Thánh Linh làm chết các việc của thân thể. So that you can sacrifice the flesh. Bằng cách nào đây thưa anh chị em? Khi nói điều này có nghĩa là chỉ bởi duy nhất bởi Thánh Linh mới có thể làm chết các việc của thân thể. Which means only the Spirit can sacrifice the flesh in us. Ở trong Cô Tô Thiết chương 6 câu 11. First Corinthians chapter 6 verse 11. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh và được sức mình. Ở đây khẳng định là gì? Nhờ Thánh Linh. The Spirit of our God mà chúng ta được gì? Rửa sạch, được nên thánh và được xưng công bình. Which means we were pure, been cleaned by the Spirit. Công vụ chương 15. The book of Acts chapter 15. Mặc dù một số người khi tin nhận Chúa rồi, even though some of you already accepted, nhưng họ vẫn nói rằng hãy giữ theo luật pháp của Môi-se thì mới được cứu. But some they still saying follow the laws of Moses. Công vụ đoạn 5, đoạn 15 câu 5. The book of Acts chapter 15 verse 5. Nhưng có mấy kẻ về đảng Pharisee và đã tin đạo đứng dậy nói rằng phải làm lễ cắt bì cho những người ngoài và truyền họ phải tuân giữ luật pháp Môi-se. Amen. Câu này amen có đúng. All gentle converts must be circumcised. Đây là cái niềm tin của ai? Của người Pharisee. This is the faith of Pharisees. Không phải niềm tin của Cơ Đốc. Not the faith of the người Pharisee nói như thế nào? Pharisees says, tin Chúa nhưng mà chưa đủ đâu. Believe God is not enough. Phải làm lễ cắt bì, phải giữ theo luật pháp Môi-se nữa. All gentle converts must be circumcised and be required. Ngày hôm nay chúng ta thấy phần lớn được dạy như thế. Most of us been taught like that. Tin Chúa Giêsu chưa đủ. Believe in Jesus is not enough. Phải làm lễ cắt bì. Have to do the phải giữ theo luật pháp Môi-se. And follow the law of Moses. Mới được cứu. So that you can mới được xin công bình. Can be called faithfulness. Chúng ta mới nghe dường như rất là hữu lý. We make seem that it makes sense. Nhưng nó không phải là chân lý. But it's not. Không phải là chân lý. It makes sense, but it's not the truth. Thậm chí là tà giáo. Maybe it's wrong. Có giá chuộc nào lớn hơn giá chuộc của huyết Chúa Giêsu không? There's nothing greater than the blood of Jesus. Có sự công bình nào lớn hơn sự xưng công bình bởi huyết của Giêsu cho chúng ta không? Nothing greater by the blood of Jesus Christ for us. Có một cái của lễ nào đủ tiêu chuẩn để tôi bà chị em ra mắt Đức Trời mà không bị định tội không? Jesus Christ is the greatest sacrifice so that we can stand in front of God. Huyết của Chúa Giêsu. Duy nhất một mình huyết của Chúa Giêsu. By the blood. Tôi bà chị em được xưng công bình.
We've been called faithful. Tôi mà chị em được trước. We've been saved. Tôi mà chị em được ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời mà không bị định tội. So that we can be called faithful in front of God. Phải nhớ mãi mãi là gì? Chỉ duy nhất một mình giá trị của Jesus Christ so là đủ this. Tất cả chúng ta. Only by the blood. Cho nên về cái sự gọi là giải sai của những người Pha-si lúc bây giờ. So the wrong teaching. Họ là người Pha-si làm theo luật pháp của Mô-xê. Và họ đã tin theo Chúa Giê-xu. And they believe in Jesus. Cho nên bây giờ họ trộn lẫn giữa luật pháp Mô-xê và Chúa Giê-xu. So they mix all that up. Không phải chúng ta bỏ luật pháp Mô-xê. We're not giving up the law. Không phải chúng ta bỏ điều răn của Đức Chúa Trời. We're not giving up the commandments. Nhưng tôi và em tin Chúa Giê-xu là chúng ta vượt lên trên tất cả những điều đó. But when you believe in Jesus, we overcome all of that. Bởi vì chúng ta có Chúa Giêsu là đấng làm theo luật pháp cách trọn vẹn. Because we have Jesus Christ as the one who follow the law. Không có một con người nào làm theo luật pháp trọn vẹn đâu. Nobody can do it like him. Vậy thì khi tôi tin Chúa, tôi cũng tin rằng. So when I believe Jesus, tôi cũng được trọn vẹn hay là tôi tiếp nhận sự trọn vẹn của Chúa Giêsu cho tôi. I also have the perfection of God. Trong đó có sự trọn vẹn vì làm theo luật pháp. The completion of follow the order. Cho nên chúng ta đừng trộn lẫn dê con. Thịt của dê con với sữa của mẹ nó. So don't ever mix all that. Có lẽ một số bà chị em chưa đọc câu này đúng không? Maybe you haven't read this in the Bible. Đó là một cái sự ẩn dụ mà Môi-se đã mạng lệnh cho dân Israel không được nấu cái thức ăn như vậy. This is the implied that Moses không thể nào order thịt Israel did của dê con với sữa của mẹ nó. Có nghĩa là gì? Không có trộn lẫn giữa luật pháp và ân điển. Never mixing the law and the grace. Kinh Thánh nói rõ, luật pháp không phải đồng một thứ với đức tin. Bible says the law is not comply with. Trong Galatia chương 3 câu số 12 cho chúng ta câu trả lời đó. The answer is in Galatians chapter 3 verse 1. Luật pháp không đồng một thứ với đức tin. The law is not comply with. Hay nói là gì? Luật pháp là khác với đức tin. It's absolutely different. Chúng ta nhờ ân điển bởi đức tin mà được cứu, chứ không phải là nhờ ân điển mà bởi làm theo luật pháp mà được cứu. We've been saved by the grace of faith. Kinh Thánh cũng nói rằng gì? Người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. But Bible said when you follow the order you will. Câu này được dẫn chứng ở trong Lê-vi-ký đoạn 18 câu số 5. Leviticus chapter 8 verse 5. Tôi sống này là từ chơi ra trong tiếng Hebrew. The word live is chera in Hebrew. Nó nói lên cái đời sống được thịnh vượng. It means the life of property. Không nói về sự cứu rỗi. Not by salvation. Vậy thì anh chị em bây giờ chúng ta được cứu và được sống khác nhau hay giống nhau ạ? I'm sorry, it's the life of prosperity. Bao nhiêu người tin mình được cứu nhờ huyết của Chúa Giêsu rồi? Và bao nhiêu người muốn được sống như theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh? So we are being saved, but are you willing to do the order? Như vậy làm theo luật pháp để nhờ đó mà sống. Do the order so that we can live prosperity. Bởi vì trong vương quốc của trời nó cần phải có luật để hoạt động. Because the kingdom of heaven is chúng ta không law. Làm theo luật pháp để được xưng công bình nữa. We not follow the law to be called faithfulness. Vì sự xưng công bình của luật pháp luôn luôn thấp hơn sự xưng công bình bởi huyết của Chúa Jesus. Because the faithfulness of law always lower the. Cho nên mình được xưng công bình một cách hoàn hảo, tại sao chúng ta lại trở lại làm theo luật pháp để xưng so công bình? So if we already faithfulness by the blood of Jesus Christ, why did we came back? Cho nên follow me dạy như sau. Chúng ta xem ở trong Timôthê thứ nhất. Paul one teaches in 1 Timothy. Đoạn 1 câu số 8. Chapter 1 verse 8. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng cách chính đáng. Như vậy luật pháp vẫn tốt lành bởi vì đó là lời từ ra từ miệng Đức Chúa Trời. The law is still good because it's nhưng from God. Nhưng danh để dùng một cách đúng đắn hay là chính đáng. But we have to use it correctly. Vì sao luật pháp là sự ban cho thêm? Galatia đoạn 3 câu 19. Galatians chapter 3 verse 19. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì có sự phạm phép. Như vậy luật pháp không phải là một tiêu chuẩn hoàn hảo. So the law is not a perfect standard for us. Trở lại lời Chúa trong Roma đoạn 8 câu 13. Back in Roman chapter 8. Kinh Thánh cho chúng ta một phương pháp là nhờ Thánh Linh để làm chết các việc của thân thể. So we already have the way in verse 13. Điều thứ hai nhờ Thánh Linh cũng có nghĩa là nhờ lời Chúa. By the power of the Holy Spirit, also by the power. Trong Hebrew đoạn 4 câu 12. Lời Đức Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và định trong lòng. Hebrew chapter 4 verse 12. I know I think that all of us. Kinh Thánh nói rõ lời Chúa là lời sống và linh nghiệm. Bible said the word of God is the living word. Trong Phúc Âm Giăng đoạn 6 câu 63. John chapter 6 verse 36. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cho ngươi đều là linh và sự sống. John chapter 6 verse 63. Lời của Chúa là linh và sự sống.
The word of God is the spirit and the life. Cho nên nhờ Thánh Linh cũng là nhờ lời Chúa. So by the word of God is also để by làm the power hết các việc của thân thể. So that we can sacrifice the flesh. Chúa Giêsu đã đắc thắng sự cám dỗ bằng lời của Đức Chúa Trời. Jesus wins over temptation by the word. Cho nên anh chị em càng có lời Chúa thì chúng ta cái tỷ lệ đắc thắng các việc của thân thể rất nhanh, rất mạnh. So the more the word of God we have, the more we nó có một cái sự chuyển biến về cái đời sống của chúng ta. Is the change of our life. Chúng ta nhìn thấy cái sự chuyển biến rõ rệt mỗi một ngày qua đi khi chúng ta ở trong Chúa. Or I would say it evolves every day. Chúng ta hay nói xấu, hay nói bậy. Nhưng anh chị em nhìn lại thấy đời sống của mình có khác không? Sometimes we curse or gossip. Trước đây chúng ta hay nổi giận, nhưng bây giờ mình còn nổi giận nữa không? Are you the same as yesterday? Cũng có chút mới vừa bốc quả một tí xíu nhưng mà nó lập tức dập ngay đúng không ạ? Are you being the same as yesterday? Đó chính là công việc của lời Chúa hành động ở trong chúng ta. That is the word of God acting in our life. Còn nếu chúng ta theo Chúa 10 năm mà mình nói câu này, tánh tôi vậy đó, chịu không chịu thì thôi. If we say that's who I am, I don't care what thì you think. Thánh Linh cũng không làm gì được chúng ta. That means we the excuse. Cho nên hãy để cho Thánh Linh của Chúa hành động trong chúng ta. So let the spirit. Hãy để lời của Đức Chúa Trời có quyền năng để hành động trong tôi và anh chị em. Let him have the power. Chúa Giêsu nói là gì? Các ngươi được trong sạch nhờ lời ta bảo cho trong văn đoạn 15 câu 2. Các bạn. John chapter 15 verse 3. Các ngươi được sạch nhờ lời ta bảo cho. You've been clean by me. Cho nên điều thứ hai đó là gì? Là chúng ta làm chết cái việc của thân thể là bởi lời Chúa. So we been saved and clean. Điều thứ ba the flesh. Là hãy để Thánh Linh dẫn dắt. And the last thing, let the spirit. Galatians đoạn 5 câu 16. Galatians chapter 5 verse 16. Kinh Thánh khích lệ chúng ta đừng làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bible encourages not to do as the flesh wants. Nhưng hãy bước theo Thánh Linh. But walk with the spirit. Cái từ bước theo còn có nghĩa là bắt chước. The word walk with maybe you say as những gì follow. Thánh Linh làm, chúng ta bắt chước Ngài. Follow. Do vậy thì công việc của Thánh Linh là gì ông bà chị em? So the word of the spirit. Thánh Linh tôn cao Chúa Giêsu. Give glory to Jesus Christ. Thánh Linh luôn luôn thánh khiết. The Holy Spirit always clean. Thánh luôn luôn chống lại, Thánh Linh luôn chống lại tội lỗi. The Holy Spirit always purify. Cho nên làm theo Thánh Linh hay là bước theo Thánh Linh hay là học đòi theo Thánh Linh. So when we do what the Spirit do. Có nghĩa là những gì mà làm tôn cao Chúa Giêsu chúng ta làm. Which means we keep không the glory. Không tôn cao Chúa Giêsu chúng ta không làm. Which means we keep the glory to Jesus Christ. Giả sử mình định chửi ngang cái người đó. For example, if we about nhưng mà Thánh Linh what? Ngăn lại thì chúng ta làm gì? Okay. Chửi xong rồi ăn năn. Có phải không? Không. Có nhiều người nói như vậy nè. Tôi biết tôi nói cái lời này là anh bị tổn thương, nhưng mà tôi phải nói. I know that my word will hurt you, but I have đó to là say làm it. Theo xác thịt hay làm theo Thánh Linh ạ? That is your flesh. Mà chúng ta thấy cái này nhiều không? And we see this a lot. Nhiều. Rồi chúng ta cũng biện minh thêm một câu nữa. And we also using one more excuse. Một lời quả trách tỏ tường hơn là yêu thương giống kính. A word of ask for your heart is better than nhưng mà quả trách đồng thấy mà chúng ta định tội, chúng ta đạp người ta xuống bụng luôn. But that's not a word for encouragement. Đó không phải là công việc của Thánh Linh. That is a word of gossip and Thánh Linh luôn luôn cảnh báo người ta và để cho người ta có một cái quyết định để làm theo hay không làm theo. The Spirit always warning us, but họ làm theo lập tức họ được phước ấy. He still give us a choice. Nhưng mà quyết định làm theo xác thịt thì họ sẽ chịu cái hậu quả đó. So the choice is in your hand. Cho nên Phaolô lại tiếp tục cho chúng ta một phương cách nữa, đó là gieo trong Thánh Linh. So Paul gave us another. Galatians đoạn 6 câu 8. Galatians chapter 8, Galatians 6:8. Kẻ gieo cho xác thịt bởi xác thịt mà gặt sự nát, xong kẻ gieo cho Thánh Linh bởi Thánh Linh mà gặt sự sống được. Như vậy đây nói là gieo cho Thánh Linh hay là gieo trong Thánh Linh? So you have to plant the seed in spirit. Gieo cho Thánh Linh or for spirit thì gặt sự sống đời đời. And you will gain the living life. Giống như ý ở trên tôi mới vừa nói. Just like I said above. Đó là chúng ta làm theo những gì hay là bắt chước theo những gì của Thánh Linh? We do what the Spirit do. Hoặc là những gì Thánh Linh đặt ở trong lòng của chúng ta. Or the thing that the Spirit want us to. Thay vì nói những cái lời gây tổn thương, chúng ta nói lời gây dựng. Instead of the judgment, khi tôi bắt đầu chọn làm theo Thánh Linh, nói theo cách của Thánh Linh. When I follow the Spirit word, thì tôi đang gieo cho Thánh Linh. Which means I'm planting in the Spirit. Tha thứ có phải là gieo cho Thánh Linh không? Forgiveness. Yêu thương có phải là gieo cho Thánh Linh không? Loving. Không định tội người khác, không chỉ trích người khác, có phải là gieo cho Thánh Linh không? No gossip in judgment. Thay vì chỉ trích và lên án, chúng ta quyết định là gì? Không chỉ trích và lên án. We not using that. Có những người họ gọi cho tôi, báo cho tôi biết rằng cái người đó như vậy, như vậy, như vậy, đối với mục sư là như vậy đó. Some people call to me, that person do that to nếu you. Nếu tôi là người gieo cho xác thịt thì dễ lắm. If I am flesh, I tôi gọi người đó ra và ba mặt một lời. I will call all out and say, why did you do that? Sau ba mặt một lời thì điều gì xảy ra? But what will happen after that?
đường ai nấy đi. We all separate. Do sugar, you go. My sugar, my go. Đường anh đi, đường tôi bước hả? Khi chúng ta gọi là ba mặt một lời thì coi như là đường ai nấy đi luôn. When we using the flesh, nhưng thay vì chúng ta gọi là đối chất thì chúng ta nên gặp gỡ Chúa một cách riêng tư. Và tại đó anh chị em có câu trả lời tốt nhất. But instead of following the flesh, you should ask God, what should I do? Chúng ta vẫn giữ được cái mối liên hệ với anh em. We still have a connection with our brother. Và qua đó anh em chúng ta hiểu được cái điều đó, chính anh em chúng ta còn trân trọng mình nhiều hơn. And through that, our brother will respect us more. Như vậy thì gieo cho Thánh Linh là một quyết định từ chúng ta. So our, the choice is our. Ngay buổi chiều hôm nay anh chị em trở về, anh chị em có nói, phải nói với Chúa rằng gì? Chúa ơi, con muốn gieo cho Thánh Linh. After this, I hope that you asking God, help con me to gieo sự tha thứ. Con gieo sự yêu thương. Loving and caring. Con gieo sự vui mừng. I plant the joy. Con gieo sự bình an. I planting the happiness. Giả sử như tôi ban cho một người nào đó thì có phải tôi gieo cho Thánh Linh không? For example, tôi đang gieo cho Thánh Linh. I give out with someone. That is I do as a Spirit. Tôi thấy một người đang gặp khó khăn, tôi gieo cho họ. Đó là gieo cho Thánh Linh. I see someone is struggling. Và tôi có quyền quyết định để gieo. And the choice is và mine. Và tôi cũng có quyền quyết định không gieo. To do it or not. Thường ngày xưa chúng ta, ngày Tết chúng ta thường hay kiên tử cái lời nói gì? Lời nói không hên hay là nói xui xẻo. On Tết holiday we always avoid negative. Mặc dù chưa biết Chúa nhưng chúng ta luôn luôn sợ cái lời, có là người ta không muốn nói cái lời nói xui xẻo đó. Christian or non-Christian, we all doing that thing. Nhưng bây giờ có Chúa thì chúng ta phải càng gieo cho Thánh Linh càng hơn nữa. But when we have God, we do it hãy every liên tục day. Gieo cho Thánh Linh thì việc của xác thịt nó phải chết. Blending in the spirit and the flesh will anh em gieo cần cái gì, cái điều đó nó lớn lên. What you plant will be grown. Khi chúng ta gieo xác thịt thì xác thịt nó lớn lên. When you plant on the chúng flesh, ta gieo sự nói hành nó lớn lên. Nhưng mà chúng ta gieo trong Thánh Linh, gieo yêu thương, gieo hòa bình thì những điều đó nó đầy dẫy ở trong chúng ta. So when we plant in spirit, it will be grown in the spirit for us. Có thể như điều anh em gieo ngày hôm nay trong xác thịt, năm sau hoặc 10 năm sau anh em vẫn còn gặt. Maybe we plant one thing in flesh, but you will harvest at a mà chúng ta nghĩ tại sao for years. Tôi lại gặt cái điều này. And you may ask, why did I have this? Và chúng ta quên một điều rằng chúng ta đã từng gieo cho xác thịt trước đó. And we forgetting that we once do it back. Nhưng bây giờ chúng ta gieo cho Thánh Linh so thì now, chúng ta sẽ gặt và tiếp tục gặt những gì thuộc về Thánh Linh. I hope that you plan in the spirit. Mà cái kết quả nó còn dài. And the result will be long. Cho nên hãy bắt đầu kết thúc công việc gieo xác thịt mà bắt đầu gieo cho Thánh Linh. So put an end to your flesh. Hãy bắt đầu gieo những gì Thánh Linh ưa thích. And put the beginning to the spirit. Hãy nói những gì Thánh Linh ưa thích. Say the word that làm những gì Thánh Linh ưa thích. Do as he do. Thì anh chị em sẽ gặt hái trong tương lai gần và tương lai xa. And you will have it in the near future. Và cái điều cuối cùng để làm sao chúng ta nhờ Thánh Linh làm chết các việc của xác thịt đó là gì? And the last thing. Đó là làm một với Chúa Giêsu trong sự chết của Ngài. Be in one with Jesus Christ. Roma đoạn 6 câu 5 ghi như thế này. Romans chapter 6 verse 5. Nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Since we have been united with him in his death, we will also be raised as he. Câu số 6. Verse 6. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh cho thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Our own sinful self crucified with Christ. Câu 11. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Christ. And also verse 11. Vậy khi nào thì chúng ta đóng đinh xác thịt và dục vọng của mình tại thập tự giá với Chúa Jesus? So when did we crucify the flesh? Khi tôi và anh chị em thuộc về Chúa. When we belong to him. Galatians đoạn 5 câu 24. Galatians chapter 5 verse 24. Hai lần. Read it two times with me. Galatians đoạn 5 câu 24. Galatians chapter 5 verse 24. Xin chúng ta bắt đầu. Và những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Lần thứ hai. Và những kẻ thuộc về Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Câu chìa khóa là gì? Nó là kẻ nào thuộc về Chúa Giêsu Christ. The key is who belong to Jesus Christ. Thuộc về có nghĩa là gì ông bà chị em? Belong to, what does it mean? Tôi phải có cái dấu ấn của Chúa. We must have his. Phaolô nói rằng gì? Ước từ nay về sau chẳng ai làm khó cho tôi vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Jesus Christ. For I bear on my body the scar. Trong Galatia đoạn 6 câu 17. Galatia, ông nói rằng không ai có thể làm khó cho tôi được nữa. Nobody can. Bởi vì trong mình tôi có cái gì?
cái đốt dấu vết của Đấng Christ. Because I have the scar of Jesus Christ. Bởi Chúa đó không nói gì tôi đóng đinh và thập tự giá với Chúa rồi. Which means we are already crucified. Dù không có cái đinh nào đóng trên người của ông, nhưng mà ông nói tôi đã bị đóng đinh. Not a nail, but ông đã tuyên bố ông là một với Chúa Jesus. He declared that he united with ông Christ. Ông đã chết ở trong Chúa Jesus. He died in Jesus Christ. Ông kể mình chết trong Chúa Giêsu. He called himself dead in Jesus Christ. Và khi một người chết thì tội lỗi không thể xâm phạm người đó được. So when you are already dead, the flesh cannot affect you anymore. Không một người nào chết mà đi ăn trộm cắp được. Nobody can make a không sin. Không một người nào chết mà phạm tội tà dâm được. You can never make sin không when you die. Không một người nào chết mà tham lam được. Not a thing. Đúng không ạ? Cho nên ông nói gì? Tôi đã đóng đinh vào thập tự giá trong Christ. So Paul said, I already. Bây giờ tôi sống. Christ. I live. Nhưng không phải là tôi sống. But that not me. Nhưng Chúa sống trong tôi. But God lives in me. Linh tánh của Đấng Christ sống trong tôi. The spirit of Christ in me. Bây giờ tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời. So that I live in the faith of Jesus Christ. Như vậy anh chị em có để Chúa hành động trong mình không? So are you allowing mặc dù em tin Chúa, Chúa chuộc em rồi. The price already been paid. Nhưng đôi khi chúng ta lại để Chúa ở một căn phòng khác và chúng ta cứ mãi mê cho chính mình. But sometimes we leave God aside and do it for ourselves. Cho nên làm một với Chúa là quyết định của chúng ta bởi đức tin con làm một với Ngài. So unite with him, you must crucify it all. Con đã có dấu vết của Chúa rồi. I already have your thì mark. Những cái điều kia nó không làm hại con được. So nothing can trouble con me. Không bỏ dưới quyền của nó nữa. I'm not under them anymore. Hãy bắt đầu tin và thực hiện điều này thưa anh chị em. So have your faith and do it. Tôi đã áp dụng và tôi đã kết quả. I already have my results. Trước đây tôi hay nóng giận. I easy to get angry. Tôi giữ cái sự cay đắng đối với người làm tổn thương tôi. And I keep the hateful to the one that hurt me. Nhưng bây giờ thì tôi nói như Phaolô này vậy, tôi đã bị đóng đinh với Chúa. But now I said myself just as Paul. Như vậy làm sao chúng ta ta thắng được cái dục vọng của xác thịt? So how we can overcome the lust of our flesh? Những kẻ thuộc về Chúa Giêsu sẽ được có điều đó. By becoming belong to Jesus. Những kẻ thuộc về Chúa Giêsu thì đã đóng đinh xác thịt mình. So that you can crucify the flesh. Vậy thì tôi và anh chị em khi nào chúng ta thuộc về Chúa Giêsu? So when? Tôi giải thích thêm một chút xíu nữa về vấn đề này. A little longer here. Đối với dân Israel. With Israel, khi hai người hứa hôn với nhau thì kể là thuộc về nhau. When a couple is promised, give promised ring, nhưng mà họ together, không ở với nhau. But they not họ together. Thuộc về nhau trong danh nghĩa. They belong together only. Nhưng họ chưa làm một với nhau trên xác thịt. But they not together in flesh. Giống như trường hợp của Joseph và Mary vậy. Just like Joseph and Mary. Và khoảng một thời gian một năm đó. In that one year. Cũng là thử thách cho chàng rể và cũng là thử thách cho nàng dâu. A challenge for the groom. Nếu một năm đó nàng dâu không có xảy ra điều gì. If in that one year there's nothing happened. Nàng dâu này xứng đáng làm vợ của chú rể. That bride is for the groom. Và cũng là thử thách cho chú rể. And also the trong một năm đó không làm nhục cô dâu của mình bằng cách ăn ở trước. If you did not do it. Làm cho nàng bị sỉ nhục. If you did dishonor your groom, your bride. Cho nên vì sao mà Joseph không ăn ở với bà Mary cho đến khi sanh Chúa Giêsu? That's why Joseph did not stay with Mary. Và khi biết Jesus trước khi đó, born. Khi biết bà Mary có thai thì ông định toan từ hôn một cách kín nhiệm. So when he first time when he know bởi vì ông biết rõ cái người ông yêu là như thế nào. He willingly to give up everything. Và bây giờ chúng ta trở lại cái phong tục này mà chúng ta sẽ nói về cái việc thuộc về. I was using the culture to explain with you. Về một phương diện, Mary thuộc về Joseph chưa? Mary already belong to Joseph. Về luật pháp thuộc rồi. By the law. Anh chị em và tôi tin Chúa chúng ta thuộc về Chúa về phương diện về một cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Là chúng ta đã thuộc về Chúa chưa? So when we believe in God, we already belong to him. Nhưng mà anh chị em đã làm một với Đấng Christ chưa? But have you united with him? Điều này mỗi người chúng ta sẽ tự biết rõ. So this is the thing that you should có ask yourself. Có để Đấng Christ đụng chạm đến mình không? Do you let Christ touching you? Khi người nữ đồng ý cho người chồng của mình quan hệ xác thịt, có nghĩa là người nữ đó mới thuộc về chồng một cách hoàn toàn. The wife only belongs to the husband when anh you have coitus. Anh chị em và tôi có để cho lời của Đấng Christ phẫu thuật chúng ta chưa? Do you let the word of God để cho you? Lời Đấng Christ hành động ở chúng ta chưa? By so that he can act in you. Nếu chúng ta vẫn chưa để cho lời Đức Chúa Trời xử lý xác thịt của chúng ta. If not, thì chúng ta chỉ thuộc về Đấng Christ trên phương diện pháp lý. So which means we only belong nhưng to chưa God đắc thắng là chưa thuộc về Đấng Christ một cách hoàn toàn. But not absolutely united. Vậy thì anh chị em có muốn thuộc về lương nhân của mình là Đấng Christ một cách hoàn toàn không? So I want you to ask yourself this. Khi chúng ta nghe lời Chúa như thế này, when you hear the word of God like this, chúng ta có đồng ý để lời Chúa xử lý những cái yếu đuối của chúng ta không? Do you willing to let His word separate you? Chúng ta chỉ cần nói với Ngài rằng Chúa ơi, con nhận ra được những sự sai trật của con. Ask God, I know that I'm sinful. Mấy lâu nay con cố gắng sức của mình để vượt qua. And I only using my strength. Nhưng con không làm được. But I cannot do it. Bây giờ, xin Chúa, lời của Ngài có đủ quyền năng chia hồn linh cốt tủy ở trong con. So please put your word in me.
Con đầu phục lời Ngài. And surrender to you. Xin Thánh Linh của Trời đem giá trị của thiên đàng vào trong con. May the Spirit put the value of heaven in me. Bằng quyền năng của chính Ngài. Change me by your Dùng lời Ngài xử lý con, Chúa. Change me by your word. Con không bào chữa nữa. No more excuses. Nhưng con thuận phục để Chúa xử lý con. But I surrender and obey. Và hãy để cho con để chìm đắm ở trong Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời. And let me united with you at once. Anh chị em sẽ thấy đời sống chúng ta thay đổi ngoạn mục. And you will see your life change. Nó có một cái tính đột phá trong thuộc linh. It will be an evolution. Nhưng nó không bằng sự nỗ lực cá nhân. But it's not by your strength. Mà bằng sự hợp tác. But by để Chúa hành động trên đời sống của chúng ta. So that God acting on your life. Amen. Amen. Hãy để Thánh Linh xử lý xác thịt của chúng ta. Let the Spirit do it for you. Những việc làm của xác thịt của chúng ta. Crucify your flesh. Ngài không giết cái con người xác thịt này đi. He not killed it. Nhưng vẫn có người đang sống. But you still live. Nhưng cái bình bên trong đã được thay đổi. But the inside is already clean. Bản chất bên trong được thay đổi. The inside is changed. Người ta nhìn vào từng thành viên một đều thấy đấng Christ ở bên trong. And so that they can see the Christ in you. Chúa đã từng nói ở trong Malachi đoạn 3. God says in Malachi chapter 3. Câu số 4 là Ngài chùi các con trai Lê-vi. Ngài ngồi Ngài chùi các con trai Lê-vi. Bible said he cho nó sáng như vàng và bạc. So that we can be gold and silver. Trong dịp Tết này có quý bà quý cô nào chùi nồi không? Tại sao mình phải chùi? Why should we be clean? Vì nó dơ mình mới chùi cho nó sạch phải không? Because it is filthy. Và các bà các cô chùi như thế nào ạ? And we clean it hard. Chùi xong cho chúng ta đổ nước sạch lên. We put some water on it. Chúng ta nhìn. We look at it. Chưa hài lòng. Not good enough. Keep on. Tại vì nó chưa sạch. We keep on cleaning. Nó chưa có trong. Until we nó chưa phản chiếu được hình ảnh của mình ở trong đó. Until we purify. Cho nên chúng ta ngồi chùi nữa. So we clean. Keep chùi thêm nữa. Keep cleaning. Rồi chúng ta dừng lại. And we stop. Đổ nước vào. Put some water on it. Chúng ta lại nhìn thấy. We see again. Hình của mình mờ mờ trong đó. Until we see. Nhưng mà chưa có rõ. Và tiếp tục chùi nữa anh chị. We clean until we can see our reflection. Khi chùi có đau không ạ? When we clean is even is hurt. Nhưng giá trị sau khi chùi nó hơn tất cả những gì chúng ta chịu đựng đau đớn. But the value after is clean is the best. Chúng ta khi sau khi cái nồi làm sạch xong. When it's all clean. Cầm lên chúng ta mãn nguyện lắm. We are satisfied. Vì sao chúng ta mãn nguyện nó? We satisfy of our work. Bởi vì nó phản chiếu hình ảnh của chúng ta trong đó. Because it is the thing that we đấng Christ chùi chúng ta. God clean us. Rồi Ngài để ra Ngài nhìn. And when he look at us. Được rồi đã. Until he said, I see myself. Ngài nhìn thấy chính Ngài ở trong chúng ta. He seeing his himself in us. Thì Ngài sẽ ngưng chùi. From that moment, he will stop. Bao lâu chùi lại? Chừng nào nó dơ chùi tiếp. And he only clean when nhưng he feels it. Nhưng nếu chúng ta giữ nó ở trong sự thánh khiết. But if we keep chúng our chúng clean, luôn luôn sạch. We don't have to be clean. Thì Chúa luôn luôn dùng chúng ta. Giả sử cái ca này tôi dùng liên tục mỗi ngày. For example, I using the cup every day. Tôi không cần mỗi ngày tôi phải rửa nó. I don't have to wash it. Bởi vì ngày nào tôi cũng dùng nước sạch mà. Because I use the clean water every và day. Và tôi luôn luôn giữ cho nó sạch sạch. And I always try to keep it clean. Cho nên cái bình này tôi nó là đồ dùng của tôi. It is my cup. Đấng Christ sẽ dùng anh chị em liên tục. God will use you like that. Khi Ngài nhìn thấy chính Ngài trong đó. When he see himself in you. Nào, bây giờ chúng ta thử xem. Phóng tầm nhìn mình ở xa một chút, nhìn lại chính mình, chúng ta thấy có đấng Christ bên trong không? So look further in yourself. Do you have Christ in you? Hay là nó ẩn ẩn hiện hiện? Or he hides somewhere. Ngày 30 thì đấng Christ sáng tỏ. Mùng 1, mùng 2, Chúa ơi, để cho con sống theo xác thịt của con. Xin Chúa giúp để thật sự cái sự sáng tỏ của Chúa ở trong chúng ta nó có giá trị cực kỳ quan trọng. May God help us so that His reflection in us will be forever. Cái giá trị phước hạnh nó lớn hơn tất cả những gì mà anh chị em hưởng của xác thịt. Is the best blessing above all. Yeah.
dạ nổi da gà hay không nổi da gà thì Chúa vẫn luôn ở cùng mình. Dạ, xin lỗi chị, có lẽ chúng ta chưa hiểu gọi là phân biệt cái này đó. Chúa ở trong chúng ta là đời đời. God is in us is forever. Nhưng mà Chúa hành động ở trong chúng ta hay không, đó là do chính cái bình của chúng ta có sạch hay không. But will he do the action is dependent on us. Và người ta có us. Nổi gai ốc với mình hay không cũng không quan trọng. And no, it doesn't matter what they feel about you. Cảm ơn Chúa. Điều mà cái đời sống chúng ta phản chiếu cái sự vinh hiển của Chúa đều là rất là tốt lành. It is the best for us so that our người ta có thể nhìn vào chúng ta, người ta có thể thấy Chúa trong chúng ta. So that even the people outside they even see Christ in us. Nó có một cái gì đó nó toát lên cái sự thánh khiết. It is the clean that đức tin, we showed out. Quyền phép. The faith, the miracle. Nhưng cho dẫu anh chị em không thấy những điều đó, even though maybe you not see it, thì Chúa vẫn đang ở trong chúng ta. But God is still in you. Cho nên anh em đừng ngộ nhận giữa Chúa ở trong chúng ta và Chúa hành động trong ta hai cái khác nhau. So don't mistaking Jesus in you and God acting in you. Có nhiều người dạy nói rằng là nếu mình có cái gì đó sai trật thì Chúa ra khỏi mình. Some people said when we do sin God will leave us. Như vậy thì người ta vô hình chung người ta dùng cái thước đo của việc làm của xác thịt để đo lường với việc Chúa ở trong hay là ở ngoài. So their mistake is they using the flesh measure. Chúa ở trong chúng ta không vì cớ việc làm đúng của chúng ta. So they're using the flesh measure. Nhưng Chúa ở trong ta vì cớ rằng đức tin chúng ta nơi Chúa Jesus Christ. But realizing on the faith of you in Jesus Christ, we belong to Him. Và đời sống bước đi của chúng ta, hay là gọi là việc làm lành của chúng ta đó trong Chúa. Cho nên anh chị em đừng ngộ nhận chỗ này nhé. So don't mistake it here. Đừng ngộ nhận. Tất cả mọi người tin nhận Chúa đều có sự ân chứng của Thánh Linh hết. When you accept Jesus, He is in you. Tôi thấy có sự dạy dỗ rất là khập khiễng bấy lâu nay. I seeing that some of you been taught not in the right way. Nếu mình phạm tội, Chúa ra khỏi mình. Like when you make sin, God leave you. Mình ăn năn Chúa bước vào. You redeem and He came back. Và người ta dùng cái câu chuyện của ông vua Saul. And they using the story of Saul. Khi mà David rải đàn thì thần Chúa ở trong Saul. When David played the instrument. Xin lỗi, đúng rồi. Rồi khi và ác thần lìa khỏi Saul. When David playing the instrument. Thánh Linh ở trong Cựu Ước và Thánh Linh trong Tân Ước khác nhau. The Spirit of God came back to him. Dù chỉ là một Thánh Linh. Old Testament and New Testament is different. Nhưng cách hành động của Ngài khác nhau. His way of acting is different. Cựu Ước là Ngài ở trên và ở với. Old Testament he is above and nhưng with us. Tân Ước thì Ngài ở trong và ở trên. But today he is above us and in us. Ở trong để xác chứng sự cứu chuộc cho chúng ta. He in us so that he can và ở trên đổ đầy chúng ta để có quyền năng để hầu việc Ngài. He fulfill us so that he can do as his work. Như vậy, một người tin nhận Chúa giàu cho xác thịt của họ còn yếu đuối. So one Christian họ vẫn có sự ấn chứng của Thánh Linh ở bên trong. They still have the mark of Holy. Nhưng lời Chúa ngày hôm nay tôi khích lệ anh chị em. So I encourage you. Chúng ta phải bước lên một bước cao hơn nữa. Step a higher place. Hãy nhờ Thánh Linh làm chết các việc của thân thể. Asking the strength để chúng ta không còn ở dưới cái sự nô lệ cho tội lỗi và xác thịt. So that we are no longer slavery. Mà chúng ta làm chủ nó. So that we can master it. Giống như là chúng ta vẫn ăn nhưng mà không còn tham ăn uống. Which means we eat but we not. Chúng ta vẫn sống, vẫn có tình dục với vợ và chồng của mình nhưng chúng ta không tham mê tình dục. We have coitus but not lust. Chúng ta vẫn sống có cái tham vọng để tiếp tục sống đẹp lòng Chúa Trời hơn nhưng không có cái sự tham lam. We have passion. Chúng ta vẫn kiếm tiền một cách hợp pháp but chứ chúng ta không cướp tiền của người khác. Not stealing. Nó là cái công sức của chúng ta là đẹp lòng Chúa Trời. That is our effort good to God. Xin Chúa ban phước để rồi trong năm mới này tôi và anh chị em
làm chết các việc của thân thể. May God help us so that we can crucify the flesh and unite with him. Amen anh chị em. As for his strength. Yeah. Đừng nhờ xác thịt nữa. Don't you đừng cố gắng cái sức của mình nữa. Don't die trying. Và người nào cố gắng cái sức của mình thì cảm thấy mệt mỏi khi theo Chúa lắm. So that you won't be falling. Tôi theo Chúa không nổi. Tôi cảm thấy mệt. I feeling tired. If điều đó là chúng ta đang nhờ xác thịt để làm cho trọn. When you feeling tired for God, which means you use your strength. Chúng ta quyết định. So give our decision. Làm nhờ cậy Thánh Linh để làm chết các việc của thân thể. Asking for the power of the Holy Spirit. Nên hôm nay chúng ta làm một cái lễ tang cho xác thịt. So we are doing a funeral for the flesh. Được không ạ? À, hãy cho giết nó bữa nay. Kill it today. Bữa nay chúng ta giết cái này, Chúa không có nó có tội đâu. This is not the sin. Làm chết có nghĩa là giết phải không? Yeah. À, nhưng mà chúng ta có thể tuyên bố nhà Thánh Linh của Chúa, con sẽ xác thịt của con, cái bản ngã xác thịt hay là gọi là gì? Việc làm của xác thịt bị tiêu diệt. So declare it. Nhờ Thánh Linh. By the Spirit. Việc làm của bà xác thịt bị tiêu diệt. The flesh is gone. Và những điều ưa muốn xác thịt trái với Thánh Linh bị tiêu diệt. And all everything that belongs to the flesh. Xin Chúa giúp con để gone. Con sống theo Thánh Linh. May God help me so I can do it. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mọi chị em. Hallelujah. Hey, cảm ơn Giê-hi. Yeah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.